Vâng, xin chào các bác. Tiếp tục em lại lên cho các bác cái dòng loa 4 đường tiếng các bác nhá. Đây, đấy. 4 đường tiếng. 1 2 3 4. Và cái đường tiếng ở phía này thì các bác có thể là dịch chuyển nó nhá. Tùy theo cái hướng nhà, tùy theo cái hướng mà các bác hay nghe. Đấy, mình có thể đưa nó sang ngang. Hoặc có thể đưa nó hướng hơi chếch về phía trước. Đấy, với một góc là khoảng 45 độ này. Ok chưa ạ? Thì đây nó kiểu dạng như là một con loa mà chung ấy các bạn. Đây này. Nó kiểu như một con chung ấy. Nó thiết kế cũng rất là lạ so với cả những cái con còn lại. Con này thì một mình nó một căng. Có căng riêng đây các bạn nhá. Đấy, có nó khối liền như này. Đó. Còn đây là cái căng của phía dưới này. Đây là hai căng các bạn nhá. Căng còn rất là đẹp luôn. Không rách gì cả. Cặp này là cặp Panasonic có mã là CH655D. Các bác nhá, CH655D. Ở đây thì em thấy có ghi này. Mắc của nó như là đây là lên tới 100W các bác nhá, 100W. Đấy, và có một con screw ở dưới này. Nói chung một tiếng Anh thì em phát âm nó không chuẩn đâu thì phía dưới đây là có ghi thêm một cái hình như có thể là như là con chung hay gì đó thì của nó là công suất là 10W. Đây là hai cái cầu kẹp này. Đấy, đây là cầu loa của nó thì nó là cầu kẹp các bác nhá. Đấy, từ bác nào vào chốt con này thì alo cho em qua số điện thoại là 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhá. Một trong hai số thì các bác gọi cho em số lạ cũng được. Hoặc có thể là qua trực tiếp cửa hàng lấy hàng nhá. Dòng này bát của nó thì như là nó bát 16 các bạn. Đây để em đo kích thước cho. Đây các bạn nhá. Bát của nó như nó là khoảng bát 16. Đấy, còn chiều rộng của nó là rộng của vỏ loa là 23. Cao là 41. Và chiều sâu là 27. Đấy, thì bác nào mà chốt thì alo em nhé. Vâng, em xin chào và kết thúc video tại đây nhé.